Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin Thế giới 24 giờ trên The Saigon Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt giữ hai người đàn ông buộc tội họ giúp chính phủ Trung Quốc thiết lập một đồn cảnh sát bí mật ở Manhattan và cố gắng che giấu bằng chứng với FBI. Đài Loan có thể chi gần 1,2 tỷ USD để mua thêm 400 tên lửa diện hạm Harpoon phóng từ mặt đất do Mỹ chế tạo nhằm đối phó với cuộc tấn công của Trung Quốc. Tòa Bạch Ốc chỉ trích gây gắt Tổng thống Brazil Lula da Silva sau khi ông kêu gọi Mỹ ngừng khuyến khích cuộc chiến ở Ukraine. Canada sẽ bàn giao máy bay AN-124 của công ty Nga Volga Dnieper đã bị tịch thu cho Ukraine. SpaceX chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên của tên lửa Starship, tên lửa lớn nhất từng được con người chế tạo cao hơn 120m như một tòa nhà 40 tầng. Và sau đây mời quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Hôm 17 tháng 4, Bộ Tư pháp Mỹ DOJ đã bắt giữ hai người đàn ông, buộc tội họ giúp chính phủ Trung Quốc thiết lập một đồn cảnh sát bí mật ở Manhattan và cố gắng che giấu bằng chứng với FBI. DOJ cho biết Lu Jianwang, 61 tuổi, và Chen Jinping, 59 tuổi, đã bị bắt vào sáng sớm ngày 17 tháng 4 tại nhà riêng của họ ở Bronx và Manhattan cả hai bị buộc tội âm mưu hoạt động với tư cách đặc vụ của chính phủ Trung Quốc và cản trở công lý, phải đối mặt với án tù 25 năm nếu bị kết tội. Theo các công tố viên liên bang, hai người đàn ông này có mối quan hệ tin cậy lâu dài với Bộ Công an Trung Quốc, MPS. Bộ này đã giúp mở và vận hành một đồn cảnh sát MPS bất hợp pháp trên đất Mỹ. Tiền đồn được cho là của chi nhánh Phúc Châu, hoạt động trong một tòa nhà văn phòng ở Chinatown ở Manhattan, cho đến khi văn phòng bị FBI đột kích và đóng cửa vào tháng 10 năm 2022. Trung Quốc đã thiết lập một sự hiện diện bí mật ở thành phố New York. Trợ lý tổng trưởng lý Matthew Olsen cho biết trong một tuyên bố, đồng thời lưu ý rằng những hành động này vượt xa giới hạn có thể chấp nhận được. Công tố viên Mỹ Brian Pease từ quận phía đông của New York đã gọi sự tồn tại của đồng cảnh sát bí mật là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia của Mỹ. Mỹ cáo buộc lưu về các hoạt động trên đất Mỹ, như lãnh đạo một cuộc biểu tình năm 2015 chống lại các thành viên của một tôn giáo bị cấm ở Trung Quốc cáo buộc quấy rối vào năm 2018 nhằm vào một người chạy trốn có mục đích để đưa người này trở về Trung Quốc và tìm kiếm xác định vị trí của nhà hoạt động ủng hộ dân chủ ở bang California vào năm 2022 cáo buộc cản trở công lý dựa trên tuyên bố của FBI rằng Lưu và Chen đã xóa các cuộc trò chuyện với các quan chức FBS khỏi điện thoại mà chính quyền Mỹ thu giữ trong cuộc đột kích vào đồn cảnh sát hồi tháng 10 năm 2022. Các công tố viên liên bang đã truy tố hơn một chục công dân Trung Quốc và những người tiến hành các chiến dịch theo dõi và quấy rối chống lại những người bất đồng chính kiến sống ở Hoa Kỳ, bao gồm cả việc cố gắng cưỡng chế hồi hương những người bị Trung Quốc coi là những kẻ đào thoát. Phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về việc này, Tuy nhiên, trước đó Bắc Kinh vẫn phủ nhận việc vận hành các đồn cảnh sát này và gọi chúng là trung tâm dịch vụ cho công dân nước ngoài. Hai ông lưu và Chen được cho là đã tham gia thành lập đồn cảnh sát nước ngoài đầu tiên ở Mỹ. Đài Loan có thể chi gần 1,2 tỷ USD để mua thêm 400 tên lửa diện hạm Harpoon phóng từ mặt đất do Mỹ chế tạo. Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ Đài Loan Robert Chambers hôm 17 tháng 4 nói rằng Hải quân Mỹ đã thay mặt lực lượng vũ trang Đài Loan ký hợp đồng mua hàng loạt tên lửa diệt hạm UGM-84 do tập đoàn Boeing sản xuất, đánh dấu lần đầu tiên Đài Bắc sở hữu phiên bản Harpoon phóng từ mặt đất. Thông tin được tiết lộ vài ngày sau khi Ngũ Giác Đại công bố hợp đồng trị giá 1,17 tỷ USD để mua 400 tên lửa diện hạm Harpoon với thời điểm hoàn thành là tháng 3 năm 2029, nhưng không cho biết bên tiếp nhận vũ khí. Giới chức Đài Loan chưa lên tiếng về thông tin. Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận về thương vụ này, nhưng khẳng định Washington sẵn sàng cung cấp cho Đài Bắc những khí tài cần thiết để duy trì khả năng tự vệ đầy đủ. Trang Chi-ping Quan chức số hại của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan hồi năm 2020 tuyên bố, Đài Bắc muốn mua tên lửa chống hạm Harpoon phóng từ mặt đất của Washington nhằm cải thiện năng lực phòng thủ, khẳng định kế hoạch có thể được thực thi trong năm 2023. Lực lượng Phòng vệ Đài Loan đã sở hữu phiên bản Harpoon phóng từ máy bay và tàu chiến. Harpoon là tên lửa chống hạm chuyên biệt đầu tiên của Hải quân Mỹ, ra mắt lần đầu năm 1977. Tên lửa có tầm bắn tối đa 280 km tùy phiên bản và nền tảng phóng, đạt tốc độ 865 km h và có thể bay cách mặt biển vài mét, trong khi tiếp cận mục tiêu. Mỗi quả đạn mang đầu nổ 220 kg đủ sức đe dọa nhiều loại tàu chiến hiện nay giới phân tích quân sự cho rằng trọng tâm đầu tư nhằm phát triển năng lực tác chiến phi đối xứng của đài loan chính là các chương trình tên lửa vũ khí có thể giúp lực lượng phòng thủ hòn đảo cầm cự trước quân đội trung quốc trong khi xung đột vũ trang bùng phát trong lúc chờ đợi mỹ điều quân hỗ trợ trung quốc luôn coi đài loan là lãnh thổ chờ thống nhất kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết và luôn ngăn cản các nước bán vũ khí cho đài loan khiến lực lượng phòng vệ hòn đảo gặp khó khăn trong nỗ lực hiện đại hóa washington không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với đài bắc nhưng thường xuyên bán vũ khí cho hòn đảo để nâng cao năng lực phòng thủ khiến bắc kinh tức giận Quân đội Trung Quốc tuần trước tổ chức tập trận kéo dài 3 ngày tại các khu vực quanh đảo Đài Loan nhằm phản ứng các cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở bang California ngày 5 tháng 4. Đợt tập trận huy động nhiều lực lượng của Trung Quốc với kịch bản phong tỏa vùng biển và mô phỏng tập kích hàng loạt mục tiêu trên đảo Đài Loan có thời điểm quân đội Trung Quốc triển khai hơn 100 máy bay và tàu chiến xung quanh hòn đảo, trong đó 54 phi cơ vượt qua đường trung tuyến trên eo biển hoặc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không Đài Loan. Tòa Bạch Ốc chỉ trích gây gắt Tổng thống Brazil Lula da Silva sau khi ông kêu gọi Mỹ ngừng khuyến khích cuộc chiến ở Ukraine. Trong trường hợp này, Brazil đang học theo cách nói của Nga và Trung Quốc mà không nhìn vào sự thật. Thật sai lầm khi cho rằng Mỹ, châu Âu chịu trách nhiệm về cuộc chiến và không quan tâm đến hòa bình. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói tại cuộc họp vào ngày 17 tháng 4. Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Brazil Luiz Duda Silva hôm 15 tháng 4 cho rằng Mỹ và châu Âu cần bắt đầu nói về hòa bình, thêm rằng Washington cần ngừng khuyến khích chiến sự. Lãnh đạo Brazil đồng thời ủng hộ kế hoạch hòa bình 12 điểm của Trung Quốc về chiến tranh tại Ukraine. Phát ngôn viên Kirby cho rằng thông điệp của ông Lula về cuộc chiến ở Ukraine có vấn đề sâu sắc. Washington không phản đối bất kỳ quốc gia nào muốn cố gắng chấm dứt chiến sự. Rõ ràng, chúng tôi muốn kết thúc chiến tranh. Điều đó có thể xảy ra ngay bây giờ, ngay hôm nay, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin ngừng tấn công Ukraine và rút quân khỏi đất nước này. Ông cho hay, Tổng thống Lula hồi đầu tháng đề xuất Ukraine có thể nhượng bộ Nga trong vấn đề bán đảo Crimea để chấm dứt xung đột, song Kyiv bác bỏ. Ông đồng thời nêu ý tưởng thành lập nhóm gồm các quốc gia làm trung gian hòa giải cho xung đột Nga-Ukraine những bình luận gần đây nhất của brazil rằng ukraine nên nhượng bộ crimea để đổi lấy hòa bình là sai lầm đặc biệt đối với một quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ tại liên hợp quốc như brazil ông kirby nhấn mạnh brazil đã từ chối tham gia các biện pháp trừng phạt mà phương tây áp đặt với nga liên quan chiến sự ukraine quốc gia mỹ cũng nhiều lần bày tỏ muốn trở thành bên trung gian hòa giải xung đột Ông Lula lên án cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, nhưng chỉ ra rằng Tổng thống Zelensky và NATO có những sai lầm dẫn đến chiến sự. Chính quyền của ông từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine nhằm duy trì tính trung lập. Liên minh châu EU bác bỏ tuyên bố của ông Lula cho rằng cả Ukraine và Nga đều phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến. Phát ngôn viên phụ trách đối ngoại của EU Peter Stano cho biết tất cả các khoản viện trợ đều nhằm vào sự phòng thủ hợp pháp của Ukraine. Phát biểu tại Brazil khi bắt đầu chuyến công du Mỹ Latin hôm 17 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Nga biết ơn những người bạn Brazil vì họ đã hiểu rõ nguồn gốc tình hình ở Ukraine. Chúng tôi cũng rất biết ơn vì họ mong muốn đóng góp vào việc tìm cách giải quyết tình trạng này, ông Lavrov cho hay. Ukraine sẽ nhận tài sản của công ty Nga Volga Dnieper đã bị tịch thu ở Canada, cụ thể là máy bay AN-124, còn gọi là Rusland, Thủ tướng Ukraine Denis Mayhol đã viết về điều này trên Facebook, tấm tắt kết quả chuyến thăm Hoa Kỳ và Canada. Gói trừng phạt mới chống lại Nga từ Canada, đặc biệt chống lại công ty Volga Dnieper. Chúng tôi đang chuẩn bị tịch thu máy bay AN-124 và các tài sản khác của kẻ xâm lược ở Canada và chuyển chúng sang Ukraine. Ông Smyhol viết, ông cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 120 pháp nhân và cá nhân, bao gồm cả đại diện của Rosatom, Cần lưu ý rằng vào tháng 3 năm 2022, tòa án Ukraine đã ra quyết định thu giữ 12 máy bay AN124 Rusland thuộc hãng hàng không thương mại Volga-Dnepr của Nga. Kể từ đó, các quan chức thực thi pháp luật Ukraine cùng với các đồng nghiệp từ Hoa Kỳ, châu Âu và Canada đã thực hiện các biện pháp để bắt giữ những chiếc máy bay này, đồng thời phát hiện một cơ chế pháp lý chung để tịch thu chúng có lợi cho Ukraine. Xin nhắc lại, trong năm 2023, Canada sẽ cung cấp cho Ukraine khoản vay khác trị giá 2,45 tỷ đô la Canada, tương đương 1,76 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, Canada cũng đã thông báo rằng sẽ chuyển hàng triệu hộp đạn và hàng nghìn khẩu súng trường cho Ukraine cao hơn 120 mét như một tòa nhà 40 tầng, hoàn thiện bằng thép không rỉ, một vật liệu vốn không được ưu ái sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ vì khối lượng riêng lớn. Starship là tên lửa lớn nhất trong lịch sử con người và nó đang được chuẩn bị bay chuyến bay đầu tiên. Hiện tại, Starship đã được lắp ráp hoàn chỉnh tại sân bay vũ trụ tư nhân của SpaceX đặt ở Texas và đang chờ được cấp phép bay. Tên lửa này, theo Elon Musk, chính là niềm tin vào việc một ngày con người sẽ định cư xa hơn trong vũ trụ, có thể là mặt trăng, sao hỏa hay xa hơn nữa là các hành tinh khác. Nhưng trước khi niềm tin trên trở thành hiện thực, bước đầu tiên là nó phải được bay thử thành công trước đã. Ông Paulo Lozano, giám đốc phòng thử động cơ vũ trụ của MIT Lozano nói rằng, đây là một cỗ máy hết sức phức tạp, nó bao hàm vô cùng nhiều thành phần khác nhau. Starship lớn hơn bất kỳ tên lửa nào từng được con người chế tạo, sự thành công của nó sẽ phụ thuộc vào hàng chục động cơ phản lực và chúng cần phải được đồng bộ một cách hoàn hảo. Mục tiêu của Elon Musk là một ngày không xa, Starship có thể trở thành phương tiện chuyên chở con người và đồ đạc vào không gian với một mức chi phí rẻ. Điều này sẽ hiện thực hóa giấc mơ biến con người trở thành sinh vật đa hành tinh như ông đã ấp ủ trong nhiều năm nay. Được biết tên lửa này có thể chuyên chở được tới 100 người kèm theo đồ đạc thay vì chỉ từ 3 đến 4 người như xưa nay. Vì cả nhiên liệu và vật liệu của tên lửa đều nặng hơn thông thường, SpaceX buộc phải làm một động cơ thật mạnh cho chúng. Starship sử dụng một khối gồm nhiều động cơ phản lực có tên Raptor để bay trong không gian, bản thân tên lửa này cần sử dụng tới 6 cái như thế. Nhưng chưa hết, để đạt được vận tốc thoát trước khi tiến vào phần không gian không bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn của trái đất, động cơ đẩy siêu nặng của Starship cần một tổ hợp lên tới 33 động cơ Raptor hoạt động cùng lúc. Nếu Starship thử nghiệm thành công, đây sẽ trở thành phương tiện đưa mọi thứ vào không gian với chi phí rẻ hơn đáng kể so với trước giờ. Mus nói rằng ông hy vọng Starship có thể được tái sử dụng cứ sau 6 đến 8 tiếng, nghĩa là mỗi con tàu Starship sau khi đáp thành công chỉ cần nghỉ khoảng 8 tiếng là có thể bay tiếp.